Bạn nhá, mưa nắng Tây Nguyên hôm nay lại tiếp tục ở trong rừng vẫn chưa về đây này các bạn này. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một vườn hoa hoa cỏ. Đây các bạn ơi, người ta thì hoa tú cầu rồi hoa hồng hoa gì, mình được quay ngược khách, mình làm kiểu ngược cho các bạn xem này. Mình không hoa hồng hoa huệ gì đâu mà mình là quay hoa hoa cỏ dại này. Đấy, giống giống mình ấy. Cái hoa cỏ này nó giống mình nên là mình quay hoa cỏ dại cho các bạn xem, các bạn nhìn rất tuyệt vời thôi. Đấy, đấy vườn hoa cỏ dại đung đưa trước gió này. Đây là mưa nắng Tây Nguyên cho các bạn xem hoa cỏ dại. Bạn đẹp chưa? Trời mây này, trên trời là mây trắng dập dờn dập dờn. Dưới là hoa cỏ, cây trái tốt tươi. Mình cảm thấy Chúa thương loài người mình vô cùng vô tận. Đã ban cho cả cái trái đất này, mọi sự đều có hết. Từ cây cỏ nó hiền lành mà nó đẹp thế này. Cái cỏ nó hiền lành mà nó đẹp. Người ta thấy em đi trong vườn hoa hồng, còn mình này mưa nắng tự nhiên đi trong vườn cỏ thì gặp cái gì đây. Bạn thấy đẹp chưa? Người xấu thì xấu vào đây nó đẹp tất. Ở vườn cỏ này này, người nào cũng đẹp tất. Các bạn nào muốn làm chiều ảnh thì vào kênh của Mưa Nắng Tây Nguyên để chụp ảnh nhá, đi du lịch ở trong vườn cỏ được nhá, tham quan du lịch để chụp kiểu ảnh này. Đây. Các bạn kia nhìn lên núi đồi thì trùng trùng điệp điệp, cây cối thì tốt tươi, thì cứ cây cỏ nóng là đẹp. Người ta quay cây cỏ hoa hồng hoa hậu, mình cây hoa cỏ rừng. Em đi trong rừng rừng cỏ ấy. Cái vườn cỏ này là chuyên dùng để quay phim thôi các bạn ơi, không phải người ta tự dưng người ta để cỏ thế này đâu. Đây là những vật mí này, vườn cỏ đây, nhưng mà vườn cỏ là để quay phim đấy chứ không phải vườn cỏ để hoang đâu các bạn nhé. Các bạn lại hiểu lầm là sao đất đẹp này mà để cỏ, đất đẹp này mà để cỏ, không trồng cái gì để uống chứ không phải đâu. Vườn cỏ để cho người ta đến cho quay phim chụp hình đấy các bạn. Đấy, đấy là mình nói thật. Có này chuyên dùng để quay phim chụp hình đấy. Để có bình thường đó các bạn. Đang tìm đường ra đấy. Được chưa? Mưa nắng Tây Nguyên xin chào các bạn, đồng bào trên cả nước Bắc Trung Nam nhá. Bạn nào muốn đi du lịch mà chưa thể đi được thì vào kênh của Mưa Nắng Tây Nguyên để du lịch tham quan nhá. Rồi đất, đất Trọng Lâm và đồng mình đây này, cây cối hoa trái cái gì mình thấy nó tuyệt vời, nó đẹp, kể cả từ cây cỏ là đi nó đẹp này. Các bạn thấy kênh của Mưa Nắng Tây Nguyên đẹp hay vui thì các bạn cho mình xin một nút like, nút chia sẻ nhá, đăng ký vào kênh cho mình nhá. Đây, mình ra cho mình xin một nút đăng ký nha các bạn nhá, đăng ký cho mình nhá, Mưa Nắng Tây Nguyên nhá. Mình xin các bạn một nút đăng ký để chia sẻ này, like, hoặc có các bạn yêu cầu gì thì bình luận bên dưới nhá. Nào, xin một kiểu ảnh nào. Xin một kiểu ảnh nào. Người xấu vào đây nó cũng đẹp hết đấy các bạn. Đây, các bạn thấy chụp ảnh nó đã. Người ta chụp ảnh kiểu nọ kiểu kia, mình chụp ảnh này. Ô, một vườn cỏ hoa đẹp này.
Mình chụp.